nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm, nhất là đối tượng thanh niên công nhân đang tạm trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tối ngày 12 tháng 12, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động doanh nghiệp trao quà cho công nhân tạm trú tại nhà trọ khu phố 2, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Dương hỗ trợ 50 phần quà là tiền mặt với tổng trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Dầu Một đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ 50 phần quà với tổng trị giá 10 triệu đồng, đồng thời vận động chủ nhà trọ tại địa phương giảm 50% tiền phòng cho công nhân lao động bị mất việc làm. Trong thời gian qua, trước tình trạng một số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giảm giờ làm, bố trí người lao động nghỉ luân phiên hoặc thỏa thuận với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ảnh hưởng đến đời sống người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khẩn trương chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn cơ sở kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ đó có các biện pháp hỗ trợ chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.